Trưa nay ăn gì mệt thôi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là phần cơm của gia đình Thím Cúc. Hôm nay thì cả gia đình Thím đi thu hoạch trái gòn khô đem về nhổ gối, nên cả gia đình sẽ ăn cơm trưa trên chiếc vỏ lại này. Và phần cơm được chuẩn bị từ sớm rất là đơn giản. Và với những người con miền Tây thì chúng ta có thể nhận ra ngay đây là cá rô phi, mà là cá rô phi đồng nha mọi người. Với cá rô phi tươi thì chúng ta có thể kho cá rô phi, kho tổ nè, kho dưa chua hay là kho nghệ đều thơm ngon đậm đà. Còn khô cá phi á, thì có vị mặn mặn, khi chiên lên sẽ rất là thơm và ngon nha. Thường thì người dân miền quê sẽ chiên khô cá phi để ăn với cháo trắng hoặc là ăn với cơm. Và gia đình Thím Cúc thì đã chuẩn bị một cái nồi cơm tổ chạng luôn, bởi vì ăn cơm mà chứ khô cà phê bất kỳ một loại khô nào thì thật sự là rất là hao cơm luôn. Và điều đặc biệt trong phần cơm hôm nay của gia đình Thím Cúc, mọi người để ý xem, chúng ta sẽ thấy chén muối me, là muối me nha mọi người, mặn mặn chua chua, mới trông thấy thì đã thèm thật sự rồi đó. Và tụi mình có hỏi là sao không phải là mắm me mà là muối me, thì Thím Cúc cười và chia sẻ rằng là tháng 3 trời rất là nóng, cho nên là ăn cơm với khô thì phải có thêm nước chấm, nó có vị chua, vị mặn thì nó mới thật sự là ngon và ăn được nhiều cơm mà không bị đói, vì hôm nay là đi làm xa đó các bạn.